cho mình hỏi tại sao chim thỉnh thoảng lại rụng một hai sợi lông mình. Dạ, cái này thì nó rất là bình thường, nó không có gì là nguy hiểm. Đặc biệt là con chim nó trong quá trình các bác nuôi lửa ấy, thông thường là các bác buổi sáng các bác mở áo lùm áo chùm ra thì nó rụng một vài sợi lông người, có thể là lông bụng, có thể lông lưng. Thì nhưng mà thông thường nó là cái lông bụng, thì cái này nó rất là bình thường. Tại vì trong quá trình con chim nó làm đẹp, nó chuẩn chỉnh chữ bộ lông ấy thì nó rỉa, thì bên đó thì có một số cái lông mình, nó để những cái lông mà nó còn sót, những cái lông cũ, và đặc biệt là những trong thời tiết nó thay đổi, hoặc là thời tiết nó quá cao hoặc cũng quá thấp, thì con chim nó rụng một vài sợi lông mình, nó là chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói cả. Đặc biệt là một số anh em chăm bộ lông ấy, mà trong quá trình thay lông nó thay không hết, nó không sạch. Đấy, nó vẫn thay nhưng mà nó thay không sạch bộ lông được, thì những cái vấn đề này nó xảy ra thường xuyên, nó sẽ xảy ra thường xuyên. Còn những anh em mà chăm bộ lông tốt mà nó sạch sẽ thì nó sẽ ít hơn, nó ít xảy ra vấn đề mà nó rụng lông người hơn bạn nhé. Chùm nhát khi cầm lộn, chim nhát khi cầm lộn ngoái có phải tật không thầy? Tất nhiên nó là tật chứ, đúng không? Tất nhiên nó là tật. Thế nhưng mà cái vấn đề thế này này, thông thường ấy thì những con chim mà nó khi mình cầm vào mà nó nhát, nó ngoái, thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân và cái thành phần mà xảy ra 50-50. Tức là cũng có nhiều con chim khi các bác nuôi thuần lại ấy, khi các bác nuôi thuần lại thì cũng có con nó hết, nhưng cũng có không hết, nhưng mà đa phần là không hết. Tại vì chính khi con chim nó nhát người nó ngoái thì đây chính là một cái bản năng và tập cho nó. Thì cũng có con sau khi nó thuần lại nó chơi ấy, thuần nó chơi và nó ức chim thì nó cũng có ngoái. À, cũng có con không, nhưng mà thành phần nó ngoái nhiều hơn. Vậy nhá. Chào Huy Nguyễn nhá. Nhìn qua phân chim có nhận biết được độ lửa của nó không anh? Em có một con ở nhà kẻ chim vào cũng không chơi, treo ra thì cũng chỉ đứng hót gió. Phân nó thành khuôn rất đẹp. À, cái vấn đề nhìn phân này á thì nó chỉ là một cái yếu tố rất là nhỏ để qua quá trình nó quan sát độ lửa. Thế nhưng mà để mà con chim của bạn như vậy thì nó liên quan tới tố chất và bản lĩnh của con chim. À, bác Hoàng Tiệm nhá. Liên quan tới tố chất và bản lĩnh đấy, chứ còn không nói về độ lửa đâu. Chim em bị ngoại cảnh rớt hết một bên cánh, anh cho em lời khuyên chăm chim tốt lại được không? À bác, trong quá trình mà con chim mà nó bị tác động ngoại cảnh, ví dụ như là có thể là bị mèo vồ, hay là nó bị một cái gì đó nó sợ, hoặc cũng có thể rớt lồng rồi này kia, thì giống như này thì các bác nên dưỡng. Các bác cứ chăm chế độ lửa bình thường, nhưng các bác hạn chế mở áo lồng, và các bác cứ chùm ba mặt, một mặt và hạn chế cho nó làm hoảng lại, bác tốt thành nhé. Nhưng mà về chế độ chăm thì các bác cứ chăm chế độ lửa bình thường. Anh Duy, chim mái trắng 4 mùa thi tố được không anh? Em xin cảm nhận và đánh giá của anh. Và những con chim mái trắng ấy, nó nôm na là những chim tơ ấy, nôm na thế, thì cái vấn đề thi tố thì nó cũng rất là bình thường. Và xác suất chim hay nó vẫn có, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà để mà nói những con chim hay này ấy, thì xác suất nổi trội của nó rất là ít, rất là ít. Thứ hai là về cái độ ổn định, nó không có và nó không bằng, không có và không bằng so với những con chim già rừng đấy. Tại vì những con chim má trắng lên ấy, chim tơ lên ấy, những con chim này thì khi mà nó đã đấu rồi, nó đấu rất là khủng khiếp, nó đấu rất là sợ đấy. Thế nhưng mà khi mà nó bỏ đấu rồi thì nó rất là mất bộ hình, và con chim nó nhìn những khuôn mặt nó rất là buồn, bác anh Duy nhá. Đấy, và cái nguy hiểm nhất rất là nó không ổn định từ mùa này qua mùa kia. Có thể những con chim nó tố chất rất hay, nhưng mà mùa này nó chơi rất tốt, nhưng mùa sau nó lại không chơi. Đó là chuyện rất bình thường của nó con chim tơ, bác anh Duy nhá. Để cho nên là những anh em mà như mình ấy, thì mình lại không có tiêu chí chọn những con chim tơ này. Tại vì nó thứ nhất là nuôi nó rất là bực mình, nó giống như một đứa trẻ con đấy mà. Đấy, đôi khi nó chơi thì chơi như vậy đấy, nhưng mà nhiều lúc ở nhà nó như đứa trẻ con đấy. Nhiều lúc các bác để ở cửa nó gần cái xe máy nó chả làm gì cả đâu, nhưng mà đôi khi vợ các bác hay là người khác đấy, cái xe nó đi về dựng lại nó thấy nó tung mình phạch, nó rụng mà lông ấy, cũng có. Cho nên là nó như đứa trẻ con vậy, nó như nó bực mình. Chim ốm có cách có cho ăn gì mập lên không anh Lập? Không, cái vấn đề mà chim em nuôi chim mà nó bị gầy ốm ấy, thì điều đầu tiên em phải đặt vấn đề về cái cám của mình rồi đã nhá. Cái đầu tiên là em phải đặt vấn đề về cám. Cái thứ hai nữa là về cái chế độ của em nó như thế nào và nó có phù hợp với chim đấy hay không. Đấy, thế thì thông thường mà em cho ăn bất cứ một thương hiệu cám nào, cũng là cái chế độ mà em chăm ấy, mà con chim mà nó trong quá trình nó ăn uống chăm sóc mà em thấy cái bố lồng của nó không nhiều và nó mức độ đội ỉa phân rất là ít, thì thông thường em nên xem lại.
đặt đặt Nguyễn nhá, nên xem lại đấy. Em thấy có nhiều con chim em chỉ cần qua một đêm một ngày thôi là nó ăn nó ỉa rất là kinh khủng, nó rất là nhiều đấy, mới là chuẩn của con chim gọi là mình nuôi nó đạt. Còn những con chim mà nó cũng như vậy, mình cũng nuôi y như vậy nhưng nó ăn nó ỉa rất là ít hơn những con chim khác, thì chắc chắn những con đó thì nó sẽ bị gầy ốm theo năm tháng. Đạt Nguyễn nhá. Anh cho em hỏi, em có con chim đi thi hơi khó ỉa, cứ nhúm người lại, anh cho em cách khắc phục. Thông thường thì nó có hai cái nguyên nhân, bác Công Thanh nhé, nó có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là do chế độ chăm của bác, đấy, cho chế độ chăm và bác cho ăn cám nó chưa phù hợp cũng có. Thứ hai là con chim nó hệ tiêu hóa, nó bị bón, bác nhé. Thông thường những con chim đấy thì bác phải cho ăn trái cây nước nhiều vào, nó nhiều hơn, ví dụ như cam, rồi táo, rồi thanh long, nhiều hơn là thành phần tinh bột, bác nhá. Chứ còn bắt cho ăn những cái trái cây đấy thì mà thành một tinh bột nhiều, ví dụ như chuối rồi cà rốt rồi nè, đặc biệt những thứ kích thích lửa ấy, thì con chim nó dễ bị bón và nó rất là khó, bác nhá, nó rất là khó. Nhật Dương, theo anh phách nhảy cóc ngoài đẹp ra thì có đi sâu được không anh, và phách đánh đấy có hiệu quả không? Bình thường bác Phương Nhật Dương, rất là bình thường, chẳng có gì cả. Tại vì cái nết của con chim nó không liên quan tới thể lực và nó cũng không liên quan tới hiệu quả, đúng không ạ? Các bác phải hiểu thế này này, cái phách đánh của con chim đó là cái tính nết của nó và cái đòn đánh của nó. Còn để mà đi sâu được hay không thì nó liên quan tới thể lực, tới cái tố chất. Còn có hiệu quả hay không á thì nó lại cứ thể lực tốt, tố chất tốt thì ắt nó sẽ hiệu quả, đúng không ạ? Cho nên các bác đừng có gọi là chia ra nhiều cái quy tắc, hay là chia ra nhiều cái mà nó không phù hợp và nó không đúng với một con chim chào màu đấu. Đấy, nó không đúng. Cho nên các bác đừng có nghĩ là phách đấy nó không hiệu quả, không phải đâu nhé. Con chim đấu không hiệu quả nào? Con chim đấu không hiệu quả là khi không có tố chất, không có lực con chim thì lúc đấy nó không hiệu quả, đúng không ạ? Còn cái vấn đề mà phách đánh nó có con nhảy cóc, có con rê cầu, có con lật cầu, rồi có con cấp C, nó rất là đủ kiểu. Đó là cái phách đánh của con chim và nó là cái đòn đánh của nó, mình không thể nói được. Nhưng để mà đi sau được hay không thì thứ nhất là phải thuộc vào tố chất, bản lĩnh và độ gan lì, cộng thêm với con chim độ lực bền bỉ thì nó sẽ đi sâu. Còn hiệu quả hay không thì khi mà con chim nó đầy đủ yếu tố đó, tất nhiên nó sẽ hiệu quả, phải không ạ? Nên các bác đừng có chia ra nhiều cái nó không đúng, vẫn là chương nhá. Cho nên kể cả đi mua chim vậy, đi mua chim thì các bác cũng đừng có gọi là nghe những cái lời quảng cáo nhiều. Tất nhiên người ta bán chim thì người ta phải quảng cáo, nhưng mà khi mình xem một con chim, bất kỳ con chim nào, thì mình cũng phải nên có sự tư duy và mình đánh giá những con chim đấy qua chi tiết, qua bộ hình. Đấy, chứ còn đừng đánh giá con chim qua một clip. Đấy, kẹp vào chim phát chép ché rầm rầm, dương đầu dương cánh, úi giời chim đấy ngon, mua về là nuôi bố cô nhá, mua về nuôi bố cô. Đấy, nhiều ông là cứ bảo là con ấy hay lắm, con này hay kinh khủng lắm, đúng không? Quảng cáo thôi, chim nào ông nào bán chim mà chả quảng cáo. Em nói thật, bất kể ông nào bán chim cũng phải quảng cáo cả, con ấy hay lắm, con này ok lắm, đúng không? Em nói thật với bác chứ hay đâu chả thấy, mà em thấy là các bác đi mua chim về toàn có hay xỉa lông với hay rớt thôi. Em thật, đi ra dàn đấu đi thi toàn thấy hay xỉa lông hay rớt, chả thấy hay vào giả gì cả. Em thật, em là điều hành em đi chấm chim em thấy gặp rất là nhiều. Đấy, nhập nhiều bác bảo úi giời em mua chưa đấy, ông kia cũng bảo con chim nó hay lắm, hay chứ, mà hay xỉa hay rớt thì có. Chào bác Tony Đại. Em thật đấy chứ, còn ông nào bán chim mà chả nói hay, đúng không? Mà chim hay ở đâu mà nhiều. Em thật đấy bác, chim hay ở đâu mà nhiều. Bây giờ các bác đi thi, các bác có đi thi cả 100 lồng, 200-300 lồng, cái khi vào giải thì quay nhiều lặn cũng chỉ những con chim đấy thôi, cũng chỉ đến con chim mà của một số ông cầm chim hay thôi nhá. Chim hay đâu mà nhiều thì tất nhiên người ta bán cái hàng thì người ta phải quảng cáo, con này hay lắm, con kia hay lắm. Em thấy thật đấy bác, em đi chấm chim nhiều chứ vào giải cũng quay nhiều lặn toàn có những ông gọi là cầm những con chim hay sẵn rồi vào giải thôi. Chứ còn các bác đi dễ gì, đúng không? Cứ con này hay lắm, con đấy hay khủng khiếp lắm, con ấy dễ sợ lắm. Em thấy toàn có hay xỉa lông với hay rớt thôi, nhiều,